Vừa qua tại thành phố Hồ Chí Minh diễn ra triển lãm Thế giới du học World Study Fair 2017 với sự tham gia của đại diện 25 trường tổ chức đến từ Anh, Australia, Mỹ, Canada, Singapore, Thái Lan với chương trình tuyển sinh từ bậc trung học đến thạc sĩ. Tại sự kiện, những băn khoăn về ngành học cùng đơn vị đào tạo trước ngưỡng cửa du học đã được giải đáp. Du học được coi là mục tiêu phấn đấu của nhiều bạn trẻ Việt, bởi đó là cơ hội để học sinh được học tập, trải nghiệm, thử thách mình trong môi trường mới và tiến bộ hơn. Triển lãm Thế giới du học được tổ chức hàng năm nhằm mang đến cho phụ huynh học sinh những thông tin bổ ích, giúp các em tiến gần hơn tới cánh cửa du học. Triển lãm năm nay bao gồm 3 chuyên đề thảo luận chính: du học trong tầm tay, định hướng nghề ngành quản lý khách sạn, ngành dịch vụ đang không ngừng tăng trưởng trên toàn thế giới, unlock the IELTS test, giải mã bài thi IELTS. Triển lãm du học ngày hôm nay để nhằm giúp cho các bạn học sinh có cơ hội được gặp trực tiếp các đại diện trường và tìm kiếm cơ hội cho mình. Và chúng tôi cũng muốn thông qua cái triển lãm này thì cập nhật các cái thông tin du học mới nhất cho các bạn. Và thông điệp của chúng tôi đó là du học trong tầm tay, nếu như các bạn thực sự có một cái lộ trình hợp lý và tìm kiếm được cái sự tư vấn từ các chuyên gia cố vấn chuyên nghiệp. Tham gia triển lãm, các bạn học sinh, sinh viên không chỉ có thêm hiểu biết về chương trình đào tạo của 25 trường tiêu biểu từ những quốc gia có nền giáo dục tiên tiến, mà còn có thể đăng ký thi và phỏng vấn học bổng khi mang theo thông tin điểm học trong một năm qua. Cùng với thành phố Hồ Chí Minh, triển lãm Thế giới du học năm 2017 cũng được tổ chức ở thành phố Hải Phòng và thủ đô Hà Nội.